Thành phẩm ra nha các bác nha. Có 4 màu. Màu trắng, màu lá dứa, cam. Đây là cam. Mất cả lốt thì vô trong như thế trước. À, gừng. Có gừng mình. Ăn nhất rồi. Mít. Tác phẩm mứt Tết đi nha. Đó, mứt Tết. Đây nhớ. Đây là mứt dứa, lá dứa. Cái này đầu rất nhiệt. Quy trình sản xuất. Đó, cái này làm hơi lâu các bác. Đấy. Thì kia là mứt màu lá dứa nha. Đây là mứt màu cà phê. Thế này 20 phút nha các bác nha, cho vào, cho đường xuống, cho đảo khoảng độ 20 phút. Mứt Tết dài thuần thuột. Kia ít đường hay sao mà nó ấy cạn. Cái này cũng đã trộn trộn lấy màu vào rồi nhé các bác nhé, màu ấy. Đấy. Còn cái này thì không lấy, để trắng, mứt trắng. Làm gì có tiền đó. Sản phẩm ra rồi nha các bác nha. Mứt lá dứa xong rồi, mứt trắng này xong rồi. Anh quay vào cái màu kia, màu xấu ngon rồi. Đấy, nó xe vào rồi. Ăn chắc sợ mùi cà phê lắm nhỉ. Sắp khô rồi các bạn ạ. Cái này là vị cà phê nhé. Trộn cà phê vào. Cứ cho đường vào xong là trộn. Khi nào đảo, khi nào xe thì thôi. Khô thì đổ ra. Cái này cũng là cho quả cam vào, màu cam này. Đẹp, màu đẹp. Cái này được rồi nha các bác nha. Đấy. Sang cái này. Làm thấy thế là nó khô như cái bên kia kìa, nó có nhiều cái chi cái tắc. Tận bếp đảo nó khắc khô. Bên kia lúc nãy em cũng làm thấy nó cũng có cho mình, nó có màu ấy. Nó bị như thế. Đây cái chỗ này được rồi này nhỉ. Cái này vẫn yếu lắm ấy. Yếu, tí nữa chắc nó mới giòn. Đấy sao rồi ấy? Đảo vào em. Ừ. Cà phê. Thì ăn kiểu ngon, thì ăn giòn là cái kiểu vừa răng qua tay. Cứng, cứng mới ngon này. Thế này tắt bếp đảo thôi các bạn. Ăn chua chua, cái cam này ăn chua chua. Thế em vị này thử nào. Cà phê. Ăn là toàn mùi cà phê thôi. Vị cà phê. Cái này ngon. Đâu thử cái xem nào. Chua không?
cam ăn chua chua. Ăn này vị nó hơi thật cái chỗ này cứng nhỉ. Đấy tí nó giòn vào ngay mà. Chị cứ để đấy cho nó tí nó rũ rũ cho nó rơi bớt đường đi đã. Để này nó khắc khắc cứng lại mà. Nó nóng là tí nó khắc cứng. Sợi giá. Nó dẻo nè. Dừa sợi quá dài. Có nhìn đậm quá thì nó cứng. Đấy là nó khô đấy. Cái này bỏ tắt bếp. Nhìn thấy vào trong chảo lúc lúc. Nó khắc khô. Đấy, cái kêu đẹp à. Đá để cho nó khô đấy. Có cái vừa dẻo lại vừa ấy. Thành phẩm ra rồi nha các bác nha. Có bốn màu. Màu trắng, màu lá dứa, cam. Đây là cam. Đây là cà phê đấy. Màu rất đẹp. Kia vẫn đang cạo cạo. Đang cạo. Yeah.